Chào quý vị và bà con, sang hôm nay sóng gió ở một số vùng biển phía Nam vẫn khá mạnh. Dự báo trong chiều và đêm nay dọc vùng biển từ Khánh Hòa xuống tới Cà Mau ra ngoài khơi phía Tây của huyện đảo Trường Sa, cường độ gió ở cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Trong khi đó, thì tàu thuyền khai thác ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi và huyện đảo Hoàng Sa trong chiều nay Quý vị yên tâm là gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng từ 0m50 đến 2m. Dự báo từ đêm ngày 15 tháng 2, gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên. Cũng nhờ thời tiết biển đầu năm mới thuận lợi, nắng ấm, biển lặng, các tàu cá của Thanh Hóa, Hà Tĩnh đều trúng đậm. Trong dịp này, thì ngư dân ở huyện Lộc Hà trúng đậm hàng tấn cá mòi biển, luông cá mới cùng với ruốc biển. Cảng cá cửa sót thì lúc nào cũng tấp nập. Tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, không khí đánh bắt, buôn bán hải sản cũng khá sôi động. Mỗi chuyến tàu cập bờ, ngư dân mang về rất nhiều cá khoai, loài cá được tìm mua nhiều sau Tết với giá cao. Trên đất liền miền Trung ngày hôm nay mùng 5 Tết, thời tiết trưa chiều chủ đạo là nắng ấm, nhiệt độ từ Thanh Hóa xuống tới Huế phổ biến trong khoảng từ 25 đến 27 độ C, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang Phan Thiết phổ biến trong ngưỡng là 27 đến 30 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.